và trung thực mong mọi người cổ vũ cho mình nha. Các bạn cho Khánh Ngọc một tràng hoa tay để cổ vũ tinh thần nào. Đó, để bây giờ Khánh Ngọc có muốn gì chia sẻ hoặc là muốn hỏi không? À, là tuần này mình học vẽ mai mét thì mình vẽ những gì với mai? Ngày mai đến ngày khác thì chúng ta sẽ vẽ về bốn việc khi đi học về nha. Mình sẽ vẽ và sau đó mình sẽ gửi cho tiết học cô Trinh để sẽ share lên cho các bạn xem thử và các bạn vẽ nhá. Vẽ tự nghĩ suy nghĩ vẽ. Các bạn vẽ giống cũng được và tự suy nghĩ giống cũng được nhá. Bây giờ bạn Khánh Ngọc có muốn cái gì nói nữa không? À, không đâu, chỉ hỏi cái này thôi. Rồi rồi, mình sẽ học tắt nha. Rồi bây giờ mình muốn mời bạn nữa nè, mình muốn mời thêm bạn khác nè, mình muốn mời bạn khác muốn giao lưu đi, giao lưu. Bạn nào muốn giao lưu thì vui lòng bật mất lên nhá. Vui lòng giơ tay, giơ tay. Bạn nào muốn giao lưu thì vui lòng giơ tay. Vui lòng chị An Yên không có bật mất lên nữa. Bạn nào muốn giao lưu thì giơ tay cho mình được không? Trong đây cũng có bạn ai muốn nói chuyện khác hả? Bây giờ mình mời một bạn nha, mình sẽ mời bạn Học Phúc đi. Ôi các bạn giơ tay rất nhiều, các bạn giơ tay rất nhiều. Bây giờ mình sẽ mời một bạn nhé. Đây xin anh đi, bạn đây xin anh này vẽ rất đẹp, mai mát rất đẹp này. Để đợi mình một tí mình sẽ bật Victor lên xin anh nhé. Ngày mai ông tối ngày hôm qua là mình có trao đổi về ngọc mai là việc vẽ mai mát là bốn việc khi đi học về ở trường, nhưng mà tính là hôm nay là mình vẽ với ngọc mai là sẽ hỗ trợ cho các bạn về việc vẽ mai mát bốn việc nên làm ở trường, nhưng mà do hôm nay là ngày giao lưu nên ngày mai mình sẽ mới vẽ mai mát nên mình chỉ muốn nói gì thôi. Bây giờ vậy thì muốn chỉ nói vậy thôi đúng không? Mời vui lòng ra tay thôi. Mình sẽ mời bạn khác nào. Rồi bạn nào muốn giao lưu á, muốn giao lưu, muốn nói chuyện giao lưu, muốn giao lưu cơ, muốn giao lưu á, bạn nào muốn giao lưu. Rồi bạn Hà Phan Thị Ngọc đi. Bạn ấy không giơ, bạn ấy đang giơ tay rất là nhiệt tình luôn. Rồi bạn Hà Phan Thị Ngọc chị Hà chào anh. Rồi em chào chị. Là Lê Thị Thanh Nhân, học sinh lớp 5B trường tiểu học Khâm Nhĩ Thành phố Đông Hà. Ba từ để nói về chị là từ biết tiền thạc và họ xin được an toàn cho mình. Các bạn hãy cho một tràng hoa tay cho sự nhiệt tình của bạn, của chị Hà Phan Ngọc nào. Rồi bây giờ chị có điều gì muốn nói không? Chị muốn nói là hôm nay chúng ta khai giảng thì cũng không có chị vui hay là chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm việc để văn hóa được không? Vậy thì chị vậy thì có thể đợi tới ngày mai chị ạ. Thì ngày mai sẽ mở cái buổi học mai mát và sẽ vẽ nhá chị. Đúng hay là học đúng chị sẽ vẽ cái mai mát bốn việc nên là ở bốn việc khi đi học về em vừa mới nói xong á chị. Chị có chị nói là mình vừa không biết đúng hay là em gửi bài về Zalo. À, em muốn học chung chị để còn trao đổi và giảm cái bài mai mát của mình nữa. Rồi chị và Hà Phan Ngọc tắt mic rồi chị bấm phần cam nha. Cho phải thấy mặt chị. Rồi bây giờ mình muốn một bạn khác nào. Hạn Nhiên đi, Hạn Nhiên, Hạn Nhiên. Và Hạn Nhiên đi, bạn hãy giới thiệu về mình đi nào. Xin chào cô và tất cả các bạn, tôi là Hạn Nhiên, năm nay con 9 tuổi.
xin ngồi cổ với cho con. Thôi rồi, ok. Và bạn cũng nói gì với chị, cũng nói gì với cũng giao lưu hay là cũng nói cái gì mà cũng thích các bạn không? Không, không nói gì hết. Bạn chị em sẽ tắt mắt chị và sau đó sẽ rồi tắt mắt chị nhá. Rồi ông te đây. Bây giờ mình cũng mời một bạn mình chưa mời trong nãy giờ đi. Bạn nào chưa mời nãy giờ bấm số 1 cho mình đi. Bấm số 1, bấm số 1. Nhân tay. Bấm số 1 đi. Bấm số 1. Mình thấy một bạn bấm số 1 rồi á. Các bạn không chat được hả? Mình chat rồi mà. Bạn bấm số 1 cho mình. Đó. Bạn Hạnh Nhiên lớp 4 muốn giao lưu. Mình thấy bạn Hạnh Nhiên hồi nãy bảo không có giao lưu cơ mà. Thôi sẽ mời đại trận, mời chị Hạnh Nhiên đi ha. Em sẽ bật mic cho chị Hạnh Nhiên. Và vui lòng sau khi nói chuyện xong là chị tắt mic nhá. Em bấm nhầm. Ngày mai đi học ban mét hả? Yes. Hôm nãy chị Thiên Anh nói là chị Thiên Anh để ra mấy bài vẽ đó. À là cái này là buổi tối em sẽ trao đổi là vẽ mấy cái mai mắt cùng chị á. Em và em cũng sẽ ai vẽ đẹp thì em sẽ cho riêng qua cùng với cô Trinh và cô Tuyết để các bạn có thể vẽ thêm mai mát nhá. Rồi nhưng mà Hạnh Nhiên có nói gì nữa không? Không, chị hỏi cái đó. Rồi em tắt mắt cho chị nhá. Vui lòng chị tắt mắt thở em được không ạ? Rồi bây giờ mình muốn mời một bạn. Đợi mình một tí. Bạn nào đây ta? Vui lòng các bạn đang học không có chat trong nhóm nhá. Rồi bây giờ mình muốn mời các bạn đi. Bạn nào chat là học Phúc Lê Trần An đây. Các bạn không chat trong hộp chat cái nhóm của mình nữa nha. Bây giờ mình muốn mời một bạn là bạn Thiên Kim. Bạn Thiên Kim đâu? Bạn Thiên Kim à? Thiên Kim không? Rồi Thiên Kim. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Trạch Thiên Kim. Hôm nay em ba điều muốn nói về em là từ tính thông minh sáng tạo. Có mọi người cổ vũ cho em. À, đang có mẹ của Thiên Kim ở bên cạnh để nhắc Thiên Kim đúng không? À, mà Thiên Kim có điều gì muốn nói đúng không? Dạ. Chưa, không biết tại sao Thiên Kim cứ nói theo mẹ ha. À, phải thôi. Chậm, mời bạn nào đi ta bây giờ. Bây giờ mình coi. Bây giờ nha. Bây giờ các bạn lấy cho mình cái mai mắt. Một cái mai mắt. Không phải cái mai mắt mà các bạn cứ lấy cho mình một cái mai mắt. Một cái thôi. Cần một cái thôi. Lấy cái nào cũng được nha. Một cái. Các bạn lấy cho mình một cái. Các bạn lấy rồi đúng không? Và bây giờ mình sẽ tắt vô đây. Bạn mình sẽ bấm, mình sẽ nói 3, 2, 1. Sau chat bộ cho nó mình tạo một từ. Và bạn nào là thần, là thần vững chắc nhanh nhất, mình sẽ chọn, mình sẽ cho bạn ấy giới thiệu về cái may mắn của mình và giảng về cái may mắn của mình. Và mình sẽ gặp bạn đi tập nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. 1, 2, 3. Số gì đây, có số gì đây, có số gì đây. Số 4.
chị Khánh Ngọc. Chị Khánh Ngọc đâu? Chị Khánh Ngọc. Chị Khánh Ngọc đã là thần chắc đầu tiên. Rồi, vui lòng chị Khánh Ngọc về mất nhá. Rồi, chị hãy giới thiệu về bài hát của mình đi. Ôi, quá hay rồi. Cái bài này là mai mét của chị là 6 bước chuẩn bị bài. Chị có thể giảng về các bài hát của chị được không? Bước thứ nhất là chị sẽ giảng. Bước thứ nhất là đọc tiêu đề. Còn bước thứ hai là đọc mục lục là mục lớn hoặc mục bé. Bước thứ ba là đọc câu hỏi cuối bài. Và bước thứ tư là vẽ sơ đồ sketch note hoặc là vẽ mind map. Bước thứ năm là đánh dấu câu hỏi và ghi nhớ là lấy bút highlight để đánh dấu. Và cuối cùng là đọc nội dung. Rồi, vỗ tay thì chị sẽ được một điểm vào trong cái sách của em. Đợi em một tí em sẽ lấy để ghi tên bài hát. Thôi chị cảm ơn em. Tờ giấy của chúng ta đã có một bạn rồi. Đây, tờ giấy của mình đây. Đợi mình một tí nhá. Ghi chị Khánh Ngọc đúng không? Chị Khánh Ngọc đúng không? Mình sẽ ghi tên của chị Khánh Ngọc ở đây và cộng cho chị Khánh Ngọc một điểm nào. Đầu tiên, bây giờ mình sẽ ghi tên của chị Khánh Ngọc là Ca. Rồi, đợi em một tí nhá. Đợi em, để em vô đây em coi nào. Rồi, đầu tiên là Hồng Phúc thì có chữ H. Đi vô Hồng Phúc không được cộng một điểm. Linh thì là chữ L rồi. Lê Thị Anh là L. Là L. Tờ. Rồi, cô Linh Thị Khánh Tích. Không phải xin. Rồi, bạn Hà Phan Thị Ngọc thì là H. H. Rồi, bạn Hạc Nhi sẽ là H. Hờ nờ nha. Bạn Khánh Ngọc thì sẽ bạn chị Khánh Ngọc sẽ là Ca. Rồi Khánh Ngọc sẽ là Khánh. Rồi em sẽ ghi thêm chữ Ngọc, chữ N vô nhá. Rồi Linh Chi, chữ Linh và chữ Bích Thu là M. Bạn Tờ. Em là tờ ca rồi bạn ạ. Chị Khánh Ngọc được cộng một điểm. Giờ mình sẽ đến tiếp và xem coi ai sẽ vô bài của tiếp theo đây. Và những bạn đã được giao đơn sẽ không giao đơn để cho các bạn khác được giải chung nhá. Rồi bắt đầu nha. Em sẽ đây, bạn này ra đây. Mai mở mic. Này là bạn nào đây? Đợi mình một tí. Đây. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ mời ai đây bây giờ? 1 2 3 bắt đầu luôn nha.
1, 2, 3, số gì đây? Số gì đây là số 5? Em thấy gì em ơi? Ồ, đã có bạn Hạnh Nhiên. Bạn Hạnh Nhiên vỗ tay chào mừng bạn ấy lên sân khấu và trở về tất một điểm. Vỗ tay nè. Rồi 6 bước chuẩn bị bài ở nhà. Bước chị ơi, chị Hạnh Nhiên ơi, hai cái nhắn kia của chị vẫn chưa viết từ vào sao ai hiểu được chị. Rồi, mình sẽ mời bạn khác. Hai nhắn nè em. Rồi, em mời bạn khác nha. Chị có phải để chỉnh sửa trong lúc này và em sẽ mời chị sau nhé. Chị kia thì đã bị sẵn ha. Đã bị quên cái kia, bây giờ bắt đầu lại nha. Lần này sẽ không là số 1 nữa. Lần này sẽ là số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Số. Các bạn hào hứng không? Số 6. Bấm. Lên 5. Chị lên 5. Đừng chát. Tí lên trên lại một số đầu tiên. Rồi mình sẽ cho Lê Thiên Anh lên màn hình. Rồi mình bắt cho Lê Thiên Anh nào. Em mời đi. Chị Lê Thiên Anh sẽ lấy một cái bài mai mát nha để vẽ nha. Rồi chị vui lòng có thể lấy một bài khác, từ bài này người ta đã giảm rồi ạ. Dễ hả? Chị sẽ có thể lấy một bài. Nếu chân mình thì chị nhận. Còn em mời chị thấy được không? Chờ chị xíu rồi. Làm sao? Các bạn ơi, trong lúc đợi chị Lê Thiên Anh thì chúng mình sẽ giao lưu của mình sẽ cho các cho một bạn khác và mình sẽ quay lại bạn Lê Thiên Anh xong. Rồi. Mai ơi. Chị Hồng Phúc là Kim Ngân chứ không phải là chị Kim Ngân chứ phải chị Hồng Phúc hả? Rồi, em không biết. Bây giờ ai mở đây? Bây giờ con số gì đây? Số 10. 10 xong rồi. Ơi, số 10. Có chị nào là thầy Thanh Ngân vậy? Thanh Ngân. Chị nào bảo là Thanh Ngân vậy? Là chị Ngọc không phải là sinh viên à bạn Phan Thị Ngọc. Rồi để mình coi xem ai bấm số 1 đầu tiên nha. Là bạn để em coi xem mà. Bạn Kim Ngân, cái bạn mà bảo không phải là Hồng Phúc á. Bạn Kim Ngân. Không sao đâu thì bạn ấy. Bạn ấy đã bấm số đầu tiên.